gặp lại quý vị trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay 16 tháng 11. Và trong phần đầu của bản tin xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Gần 925.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước đã chi trong 10 tháng đầu năm 2016. Ngành dược Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Nhưng trước hết sẽ là thông tin quốc hội chốt việc thành phố Hồ Chí Minh phải góp thêm cho ngân sách từ năm 2017. thưa quý vị sau phiên họp chiều ngày 14 tháng 11 Quốc hội đã thông qua nghị quyết ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trong đó đáng chú ý là một số tỉnh thành phố sẽ phải giảm tỷ lệ ngân sách được giữ lại trong các khoản thu điều tiết giữa trung ương và địa phương riêng thành phố Hồ Chí Minh thì con số ngân sách đã được giữ lại từ các khoản thu giảm từ 23% xuống còn 18% bắt đầu từ năm 2017 mức ngân sách được giữ của các thành phố lớn tại Việt Nam sẽ có mức điều chỉnh giảm xuống trong đó Đà Nẵng sẽ giảm từ 85% xuống còn 68%, còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm từ 23% xuống còn 18%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, theo luật ngân sách nhà nước năm 2015 thì sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên. Do vậy, việc chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về ngân sách trung ương là phù hợp với quy định của luật và hiến pháp năm 2013. Các đại biểu trong phiên họp cho rằng giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho các địa phương sẽ không có nguồn lực để địa phương phát triển, đồng thời đề nghị giữ mức hợp lý ở một số địa phương vùng động lực kinh tế. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, mức giảm này đã được điều chỉnh cao hơn 1 điểm phần trăm so với phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 của chính phủ công bố trước đó là 17%. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết trong 10 tháng đầu năm 2016 thì tổng chi ngân sách nhà nước đã đạt con số gần 925.000 tỷ đồng, tương đương với 41,4 tỷ đô la Mỹ quy đổi. Trong khi đó thì con số thu được chỉ đạt 736.400 tỷ đồng. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước bằng 72,59% dự toán năm, đạt con số là 736.400 tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách nhà nước trong cùng thời gian lên đến con số 925.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cũng cho biết thu ngân sách của tháng 10 đạt mức thấp là do giá dầu thế giới giảm, cùng với việc thực thi các hiệp định thương mại FTA khiến cho thu từ nguồn xuất nhập khẩu cũng ít đi. Đồng thời, Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng mức thu ngân sách ở khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 58% dự toán năm do các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến dầu, khí, than, kháng sản và thủy điện gặp khó khăn trong năm nay. Tính từ đầu năm đến ngày thực hiện báo cáo, bộ chi ngân sách nhà nước ở mức 188.400 tỷ đồng. Ngành dược của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất thế giới và hiện đang đứng đầu châu Á. Đây là nhận định của Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Tiến sĩ Lê Văn Truyền vừa đưa ra mới đây tại hội thảo bàn về khả năng tăng trưởng của ngành dược trong bối cảnh luật dược sửa đổi sắp có hiệu lực từ đầu năm sau, cùng với những dữ liệu về ngành dược phẩm đang tăng mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Số liệu thống kê cho thấy số tiền chi tiêu cho dược phẩm tính bình quân trên đầu người của Việt Nam năm 2015 đang ở mức 40 đô la Mỹ, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm so với thời điểm 2010. Năm 2015, BMI xếp hạng Việt Nam đứng 17 trên 175 quốc gia trên thế giới về phát triển ngành dược. Tiến sĩ Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp, nguyên là Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, ngành dược của Việt Nam đang có tốc độ phát triển thuộc hàng nhanh nhất thế giới và đang dẫn đầu tại châu Á. Chủ yếu là do tiêu thụ dược phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam còn khá thấp. Trong khi tầng lớp trung lưu và thu nhập cao gia tăng nhanh, cùng với sự mở rộng của dịch vụ bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, thống kê năm 2015 cho thấy sản lượng thuốc trong nước mới chỉ đáp ứng 45% nhu cầu trong nước, tức là hơn phân nửa còn lại phải nhập khẩu, với giá trị nhập khẩu tăng bình quân đến 16% một năm. Dù vậy, theo một số doanh nghiệp nội địa, điều này không có nghĩa là ngành dược nội địa sẽ khó cơ hội để bứt phá phát triển thị phần, đặc biệt là khi luật dược sửa đổi sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2017 tới bà vũ thị thuận chủ tịch hội đồng quản trị trafaco cho rằng luật mới với nhiều quy định thoáng hơn hỗ trợ cho phát triển sản xuất trong nước theo đó, doanh nghiệp nào chủ động chiến lược và công nghệ dựa trên thế mạnh sẽ phát triển. Đó cũng là lý do mà doanh nghiệp này đang mở rộng vùng nguyên liệu và mở rộng danh mục sản phẩm và thậm chí lấn sang mảng tây dược với kế hoạch mở thêm nhà máy. Và kể từ quý 3 năm 2017 sẽ tung ra thị trường sản phẩm tây dược từ các nhà máy mới. Bên cạnh thế mạnh đông dược hiện có, mục tiêu doanh thu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng không dưới 12% và lợi nhuận tăng không dưới 15%. Kính thưa quý vị, mặc dù hiện tại chính phủ đang có nhiều chính sách hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà, tuy nhiên thì nguồn vốn vay cho bất động sản có thể bị thắt chặt trong năm 2017. Đây là chia sẻ của một số chuyên gia trong hội nghị bất động sản 2016 do tạp chí Forbes tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày hôm qua. Theo đại diện một ngân hàng xét về mặt thị trường tín dụng cho bất động sản vẫn có thể tăng trong thời gian tới nhờ nhu cầu lớn. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam trong năm 2017, tiền từ ngân hàng và bất động sản sẽ giảm một cách chủ động, tức là có sự can thiệp của chính sách. Nguyên nhân là do chính phủ không muốn có sự tăng trưởng nóng trên thị trường bất động sản dẫn đến việc đóng băng như giai đoạn trước. Cũng theo ông Nam, việc suy giảm dòng vốn thực chất đã được nhìn thấy trong giai đoạn hiện tại. Nếu như giai đoạn trước năm 2013, Tăng trưởng tín dụng bất động sản luôn cao gấp rưỡi so với tăng trưởng tín dụng bình quân thì sang năm 2016 tình hình đã ngược lại. Ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân năm 2016 có thể vào khoảng 18% nhưng tốc độ tăng tín dụng bất động sản chỉ khoảng 12%. Đồng quan điểm này ông Từ Tiến Phát, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ngân hàng ACB cho biết, sẽ có bốn chính sách tác động đến nguồn tín dụng bất động sản năm 2017. Đầu tiên là hệ số cho vay trên vốn huy động, hiện được ngân hàng nhà nước khống chế ở mức 90% với top 4 ngân hàng lớn và 80% với các ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên theo ông Nam, tỷ lệ cho vay trên huy động của các ngân hàng lớn đã vượt trần, trong khi các ngân hàng thương mại cũng đã tiệm cận con số 79%, do đó để có nguồn vay trong năm 2017, các ngân hàng bắt buộc phải tăng huy động. Thứ hai là tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hiện tại, theo thông báo của ngân hàng nhà nước là 31%, trong khi quy định con số này phải dưới mức 50% vào năm 2017 và dưới 40% trong năm 2018, nghĩa là các ngân hàng này còn rất ít dư địa để cho vay. Thứ ba là vào tháng 9 năm 2017, 10 ngân hàng lớn chiếm 70 đến 80% vốn vay toàn thị trường sẽ bị xét tiêu chuẩn quản trị tài chính và cuối cùng là tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng tín dụng toàn hệ thống, mặc dù không có trần cụ thể nhưng rõ ràng ngân hàng nhà nước muốn khống chế tỷ lệ này ở ngưỡng an toàn. Do đó theo ông, nguồn tín dụng cho bất động sản trong năm sau sẽ bị kiểm soát và các ngân hàng chỉ cho vay với những dự án có khả năng thu hồi vốn cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ bất động sản đang chiếm khoảng 8,5% trong tổng số 4 triệu tỷ đồng dư nợ toàn hệ thống, con số cụ thể vào khoảng 420.000 tỷ đồng và tăng đến 25% so với cách đây một năm. Và trong chuyên mục mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 32.000 tỷ đồng thưa quý vị. Đây là số tiền nợ thuế mà chính phủ đang cố gắng thu hồi vào ngân sách nhà nước trong 2 tháng cuối năm 2016. Trong những tháng cuối năm này thì Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cơ quan thuế ra soát và điều chỉnh xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý, đồng thời yêu cầu các cấp cần triển khai các giải pháp đồn đốc xử lý thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ mới. Cụ thể thì trong biên bản yêu cầu này, 2 tháng cuối năm 2016, ngành thuế sẽ phải cố gắng đặt mục tiêu thu vào ngân sách hơn 32.000 tỷ đồng trong tổng số 74.000 tỷ đồng tiền nợ thuế tính đến thời điểm 30 tháng 9 2016. Ngoài ra thì ở Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cơ quan thuế quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế, tránh trường hợp trốn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung nổi bật tại khu vực châu Á. Chính phủ Ấn Độ đưa ra giải pháp về việc tăng cường nguồn tiền giấy tổng thống duterte dự đoán philippines sẽ là nơi các thành viên nhà nước hồi giáo tự xưng quan tâm đến